trên 300 khu công nghiệp đã thành lập. Không ít khu liên tục bắt kịp hiệu suất với 100% lấp đầy. Panasonic, Apple và hàng loạt ông lớn khác ngấp nghé chuyển nhà máy tới Việt Nam. Bất động sản công nghiệp có phải là gà đẻ trứng vàng giữa mùa dịch? Thưa quý vị, trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 vừa qua thì rất nhiều